Hello, xin chào mọi người. Hôm nay ba Gạo tiếp tục đi đặt lú mọi người, đặt lú và bắt tôm về bán. Là đây mình nuôi nuôi tôm ở cái mẫu này. Đây quay cho mọi người xem là cái mẫu này là hiện giờ là mình đang thả tôm đúng 3 tháng mấy rồi đó. Bây giờ mình nuôi mình bắt tại cái mẫu này. Mọi người cũng sáng quá, khó quay quá. Tại mẫu này bây giờ mình bắt là hên xui không mọi người. Ngày hôm qua mình giờ chiều hôm qua là mình đặt cái chiều hôm qua rồi. Bây giờ mình chiều hôm qua mình không có quay, bây giờ mình đi đổ. Mình đổ là cũng như là mình đi lấy cái bắt xú về mình bán nha, được nhiêu là nhiêu. Bữa nay mình đặt cái mẫu này là mình đặt chỗ này một cái. Chỗ này hai cái chứ. Chỗ này nè. Cái miệng chỗ lưới xanh xanh nè là chỗ này hai cái, với bên kia là ba cái, với cái mẫu bên kia đặt ba chỗ nữa. Bây giờ mình chỗ nào mình cũng quay hết trơn. Bắt đầu mình qua mình đổ xuống, mình đổ cho mọi người xem nha. Này đổ mà cái này là tự nhiên có sao là để vậy đó mọi người, có sao là quay vậy đó chứ không có thêm bớt gì chứ. Tại mình đặt vô mình bán mà, bán rồi còn mớ không cái mình để chừng ký 2 ký mình ăn vậy chứ mình không có thêm bớt gì hết. Rồi bắt đầu mình tiếp tục xuống xuống đậu luôn. Có hay không? Có mà ít mà người ơi. Nó bị chết kìa. Cua kẹp á, vô đây 2-3 con cua mà kẹp xuống chết queo quá trời, có kéo không nó vô nó kẹp xuống chết hết trời. Có một con thấy con cua, cua nó nhỏ mấy siêu siêu. Rồi bữa nay gần như là không có nhiều nữa. Còn một cái qua cái hôm nay là hai. Chỗ mình đặt hai cái. Đây là mọi người, con xú nó bị cua nó kẹp nó ăn luôn, nó ăn còn cái đậu. Tôm này quá bé. Giờ lựa ra mớ đi. Tôm nhỏ quá mọi người. Lựa mình thấy rồi bơ, nhỏ là nhỏ mình thấy bớt. Chết tùm lum, cua kẹp chết tùm lum cho mọi người. Thôi bắt đại luôn đi. Vô. Mình bắt vô mình. Này, hai cái được nhiêu mọi người. Đây mình bắt vô mình bán mọi người, chứ không phải mình ăn nha. Tại vì mình tới cái thời mình thả đúng 3 tháng là mình phải bắt tôm mới trọng nó lớn rồi mình bắt bán. Bắt vô mình bán cho lái mình bắt là lại lắc lái là nó cần. Bây giờ ngày nay mình đặt ngày đầu tiên á, ngày hôm qua mình đặt xuống lú mà tối quá à, không có quay. Thì sáng này mới quay đổ, quay cho mọi người xem. Đổ cái lú bên kia. Đứng xa xa.
xa nó rồi cho quay đi đi chút rồi. Tục tới cái lú ba cái lú bên đây rồi mọi người. Tục về tới đây rồi đổ vậy thôi. Mọi người xem. Ở đây là mình đặt ba cái, mình đổ ba cái này kia có nhiều tôm không, mà tôm đây nó mẫu này nó hơi nhỏ hơn rồi. Nói chung không đặt bữa nay mình vô mình bán chứ không có mà mình ăn vậy đó. Đặt có nhiều để vô bán nhiêu, còn như mình chừa vài ký mình ăn thôi chứ mình không có. Đây là một cái bên đây nè, bên đây nè. Mà nó chưa lớn cho mấy. Mình đặt xong rồi mình phải lựa. Rồi cái thứ nhất. Ở đây là cái thứ hai. Ôi mọi người ơi. Ôi cái này cũng khá khá mọi người. Ôi bún xào xào. Cái này cũng khoảng xé 1 ký rồi, 700-800 gram á mọi người. Vậy đặt lú này dở lên nó đụng kịch mình đụng vừa đụng lú là nó gỗ gù gù với đã tài lắm. Ôi, mọi người cái này là cái cuối cùng mọi người, cái này là cái thứ ba nha, để mình dở lên coi xem như thế nào đây. Cái này cũng nhiều mọi người, quá nhiều. Cái này trên ký xa. Rồi bây giờ mình sẽ đổ vô đây. Giật đã tay mọi người, tiếc cái này nó tôm hơi nhỏ. Tôm bự một chút nó còn giật dữ. Cái này có khoảng ba cái này chắc cả 3 kg rồi mọi người. Ba cái này cả 3 kg. Nhỏ nhiều quá. Cái tôm này là nó nhỏ. Thả lại đi. Bữa nay tôm đỏ nhiều quá chết. Không bắt bại luôn mọi người, bắt nhiều bán nhiều, nhỏ bán nhỏ. Ba cái này là nửa thùng có khoảng 6 kg. Rồi mình tiếp tục qua bên kia, mình đổ mẫu bên kia mọi người. Rồi đây tiếp tục lại đổ cái này luôn. Đây mẫu này đặt 3 chỗ.
tuốt qua bên kia đổ rồi vừa về đây đổ sao đổ qua bếp bệnh đó rồi bắt đây lắc dung cho nó gần lại. Này là mình đổ 4 cái lúa nè. Không có nhiều thú mà. Mình lựa ra bỏ bớt. Thú nhỏ nhiều quá. Kinh quá. Thú nhỏ nhiều quá mà người. Thấy bớt. Này nè, nó lỡ cỡ rồi phải. Hãy lại cho lớn. Tháng trời. Thấy lớn lao. 4 cái này giờ có khoảng ký rồi mọi người, 4 đến 5 ký. Lát mình vô mình bán cho mọi người xem. Bắt đầu mình
đổ bún cái này mình đổ vô cái nãy bển ha, bển bển đổ nửa thùng, bên đây mình mới đổ tiếp tục rồi bốn cái nữa chắc đầy thùng này luôn rồi. Chút cái đầy thùng luôn ghê không? Còn đây hai cái nữa, xuống đổ hai cái này nữa là xong đi vô đầu rồi. Lát đợi lái lại bán cho lái mọi người, lát vô điểm rồi bán thử cân thử nhiêu ký, nhiều chút cũng có một khoảng mười mấy ký rồi mọi người, không nhiều đâu, có 12-13 ký. Để xuống lại đổ tiếp hai cái này nữa là xong. Cái này đặt lú đặt nhiêu bắt lên nhiêu bán nha, chứ không có vụ mà bỏ tôm vô rồi quay cho mọi người xem nha, không có vô nhiêu quay nhiêu mọi người. Quay nhiêu à. Đây bắt đầu à. Cái này là mới chắc luôn. Để mình nhìn xem nó. Cái này là cỡ khoảng tí mấy, gần 2 ký. Cái còn cái nữa là xong mọi người. Hai cái mình đặt hai cái đuôi đụng lại vậy nè, cái mình cắm cái cây. Cắm cây vô cái này mình cắm xuống. Rồi cái tiếp theo là cái bên này. Đây, cái tiếp theo. Đây hai cái này được con diêu rồi, qua đây, đây con cua, cua là cua thả, cũng thả vô láng rồi thả từ nhỏ mọi người thả, cái mình nuôi nó bây giờ có cỡ cỡ này là có khoảng nha. 150 gram, 150 hoặc 200 đến 200 gram trở lại. Cái này là nó vô lú nó kẹp tôm, tôm mình vô lú nó kẹp dữ lắm, vô nó kẹp tôm đứt tầm hai chân, cố nào mà mình ăn cũng chưa được, mình bán cũng chưa được nữa, cho nên mình phải thả lại cho nó bự mới mốt mới bắt bán được. Này rồi, hai cái được nhiêu mọi người? Nhỏ nhiều quá. Thả cục nhỏ là bớt mọi người. Nên tôm này là có khoảng gần 4 tháng rồi. Tôm này gần 4 tháng rồi, nó hơi chậm lắm. Đúng là 4 tháng rồi nó khoảng 30 con. Thả lan này nó 30 con ký. Mà tôm này nó còn bé quá. Nó còn ba mấy 40, chậm lớn nó bắt bán luôn mọi người. Chậm lớn quá mình bắt mình bán luôn, bán cho nó thừa quá. Đây mình sẽ bỏ vô đây là hai cái này, nó là nhóc thùng. Đại nhóc thùng này có khoảng 10 đến 10 12 ký trở lại à. Ở đâu mình quải vô mình đem vô nhà rồi mình lát lái lại mình bán mình quay tiếp cho mọi người xem nha. Cái này là bắt chú nhiều rồi bán nhiều quá, chứ không có thêm bớt gì hết. Chú vô nhiều bán nhiều, chú vô ít bán ít. Rồi đi. Vô.
ngoài chỗ mà lú đổ lú rồi lội vô tới nhà nó cũng hơi xa. Ở cái thùng mấy ký rồi quải hồi cũng hơi thấm, bây giờ đi hôm nay nghỉ mệt. Trong thùng nhiêu rồi trong vợt nhiêu là vừa đầy thùng luôn. Có khoảng 10 cũng 11 12 ký gì đó, quải hồi xa cũng hơi thấm nghỉ mệt rồi bắt đầu đi đi tiếp. Vô rồi cái nhà tới cái dân cây luôn đó. Đây là láng đây nè mọi người, cũng láng. Đây là toàn bộ đó là nuôi tôm thâm canh không đó mọi người. Thả xú con, thả con bót nó xiêu xiêu bằng con tóc vậy. Đúng 3 tháng là nó bự, nó cỡ này cho lên. Rồi bắt mình bán. Này tuyệt đối là không có cho ăn nha mọi người. Chỉ thả nó xuống rồi nó sống nhiều thì nó lớn lên tự một cái nó lớn cái mình đặt lú ngầm mình bắt mình bán. Đó. Thôi bây giờ tiếp tục quải vô đi tiếp. Nó vô 4-5 cua. Bắt mẹ cho hết luôn, nghỉ neo luôn. 41 heo cũng không lớn vậy nè. Không lớn luôn, đúng tháng luôn không lớn. Chỉ phần cái bài nhỏ nó trắng lên nữa rồi thôi, chơi mẹ luôn rồi. 47 bầy bự nè. Cái bầy bự ra rồi rồi này cần sóc lại. Con trồng trồng. Không nói thiệt à, tao làm tôm lụi cho ba không ăn. 7 con nào ba không được. Kệ nó đỏ đỏ tùm lum. Cứ chơi rồi tôi quăng ra là chơi dịch ăn luôn. Không thiệt chứ bộ, cái nào hư hư bỏ đi lột luôn tôm lụi. Sao giờ thấy dữ như trời. Cái nào ăn được ăn được, lưỡng 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 bỏ đi tao lột tôm lụi. 95 này nhỏ thôi có gì đâu mà không được. Cho nó đỏ tùm lum kìa. 97 không cần để khô nước hết trơn gì. Cái này căng luôn quá không? Ừ. Cái này dạt đá luôn.
tha cho cha đi, cái nào vắt rụng râu gì đó khó coi gì đó, phải vô đây đi ba tao làm cho lụi hết rồi. Đó mấy cái râu râu đó. Tôm nguyên thì bán cho nó đi. Nghe là tao nào được được cho người ta về 1 ký. Không nhớ bắt tôm đỏ. Nó vậy đó. 58 59 60. Cái này có cơ hội phải trả thầu. 61 62. Chứ không gà nó cười tao hoài. 63. Cái gì á? 6 68 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Thám gà mình thấy để nó càng nhỏ không? Sổ nước bỏ luôn hả ơi. Tôm này đỡ hơn tôm hậu một chút. 82 83 đỡ gì gạt nhiều hơn hay đỡ 86 tại ông tôm nhỏ với đỏ chứ đâu có gia thiết như 87. Mày điện mày hỏi cá kèo đi coi ấy được rồi tao sổ nước cho tao thả. Ông kia nói bán ơn mày giá đó cho có người khác đeo theo là giá khác. 92 384 ta kia nó đi dẫn cá kèo tao mua làm bán cho mày giá đó. Chín kg ba, chín kg kia, chín kg ba, chín kg ba với chín kg ba, cái này còn lại là 3 ký, hai ký 950, tổng cộng cái thùng hồi nãy là 12 ký, 12 ký chẳng, rồi ok xong 12 ký, thùng sáng là 12 ký rồi. Đây là cái thành quả hồi sáng mà đặt tôm á mọi người. Đặt tôm mình bán xong rồi mình bán được 9 kg với còn 3 kg mình đem về mình ăn. Mình làm bún mắm. Mình ở này mới luộc xong này, cái này lọc ra mới lọc này, mình làm bún mắm mình bún mắm mình ăn. Mà làm bún mắm ăn với tôm sú luôn nè. Đây. Ăn là bắt tôm về bán xong là mình phải có còn với tôm để mình ăn chứ. Vừa bán thì sáng bán cũng có tiền rồi đó, mà bây giờ mình ăn tiếp tục. Đây mình trộn với nước sôi. Đây là tôm sáng được rồi bỏ đây nha. Trộn với nước sôi. Trộn cho bún nó nóng lên. Nó nóng lên rồi cái mình mới làm thành phẩm một tô bún. Đó. Trong cái giá nó xèo đi hết. Rồi bắt đầu là mình mới ăn một tô bún này cho nó ngon. Sáng giờ làm cũng quải gì cũng mệt dữ. Vừa vác tôm vô bán tôm. Xong rồi mới đi về nhà sáng từ cái chỗ mà lán bán tôm bắt tôm đó mọi người, đi về tới nhà là 5 cây đó mọi người, tại vì cái lán xa nhà lắm. Rồi tiếp tục là mình làm xong bún mắm nè mọi người, bây giờ mình ăn mọi người. Cái thành quả hồi sáng giờ đó mọi người, sáng bán tôm rồi lật quật rồi về của mình mới làm bún bún mắm rồi xong rồi ngồi ăn mọi người. Bây giờ là một chén bún mắm là tôm nhóc luôn mọi người. Tôm bao la nè. Mọi người xem là tôm bao la mười mấy con tôm. Thịt cũng bao la luôn. Rồi xin mời mọi người ăn con tôm nha. Mời con tôm đi các bạn.
quá ngon ngon ạ. Tôm với thịt bao lao luôn ạ. Ở miền Tây mình đó là cái món khoái nhất đó là món bún mắm luôn rồi. Bún mắm là nguyên liệu gồm có bún, hẹ, giá, tôm, thịt, cái đó là ớt, mắm ớt, mắm ớt thì phải cho thật là cay. Rồi thêm miếng chanh vô cho nó chua chua luôn nè. Mọi người ăn nha. Sáng giờ đói bụng luôn rồi. Đi dắt tôm vô rồi xong rồi bán xong rồi về tới nhà làm nấu cũng là bún đó bụng. Giờ ăn ngon quá rồi nè. Xin mời mọi người nha. Cái này mình làm sáng quay là đi đặt tôm đó mọi người. Là không phải là quay thực tế đâu. Bắt tôm lên đặt vô con rồi xách vô bán cho lái liếm xong rồi bán cân. Sáng tổng cộng là 12 kg. Nhưng mà bán trong bận ra được có 9 kg à, 9 kg 3. Còn lại 3 kg tôm này là đem về ăn nữa rồi. Một bữa bún mắm cho nó ngon. Nước mắm nè các bạn, cay không? Ngon quá mọi người. Ăn bún mắm này vừa nhiều ớt quá, siêu cay. Cay tê mọi người, cay miệng luôn rồi. Mời mọi người ăn miếng thịt nha. Mời mọi người. Khá đây là đúng 6 giờ. Sáng giờ là bán cơm mà đi làm vòng vòng về tới nhà là chắc này là 10 giờ đó mọi người. Dòng xong bún ăn rồi mọi người mới 10 giờ. Gà đói lắm, ăn bún ngon quá. Tôm này á mình ăn mình phải lọc vỏ không này. À, tôi lọc cho mọi người xem một con mình lọc. Đây, lọc cái đầu ra, lọc cái vỏ này ra. Nó lọc hoàn chỉnh như vậy nè, lọc hoàn chỉnh như vậy là mình mới ăn. Cho mọi người ăn con tôm đấy nha. Ngon quá, ngọt quá mọi người. Mỗi lần đặt bát cơm vậy là bắt tôm vậy là đạt khoảng 5-6 bữa ngày thôi mọi người. 5-6 ngày mới hết. Ngày mai là sáng rồi phải cũng đi đổ tiếp tục như sáng vậy. Ngày mai là đi đổ, mốt đi đổ, rồi ngày kia đi đổ tới. Cái tôm mình nuôi dưới láng rồi mình bắt lên nhiêu bán nhiêu à. Chứ không có ví dụ mà quay bỏ
bỏ tôm vô thêm thì không có vô, vô nhiều bắt rồi nhiều bát nhiều rồi, bữa nào cũng vậy. Sáng cân nữa cho mọi người xem là chín cái máy, còn lại 3 ký này về quốc. Mừng quá mọi người, mắm bắt quá. Bún sắp hết rồi mọi người. Mình xin tạm biệt mọi người nha. Bye bye. Mọi người thấy có hay thì cho xin một đăng ký mọi người. Thấy hay thì xin một đăng ký mọi người. Bye.